Thưa quý vị, tính đến ngày 12 tháng 1, trên địa bàn tỉnh có 954.617 người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1, vượt chỉ tiêu tiêm của tỉnh. 906.583 người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 95,84% dân số trên 18 tuổi. 227.234 người trên 18 tuổi đã được tiêm nhắc lại mũi 3, đạt hơn 24%. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đã có 114.427 trẻ được tiêm vaccine mũi 1 và 109.042 trẻ em được tiêm vaccine mũi 2, đạt 96,7% tổng số trẻ trong độ tuổi cần tiêm. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh số liệu trên tại cuộc họp về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 109.423 liều vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ về các địa phương nhưng chưa sử dụng, gồm 3 loại vaccine là Pfizer, AstraZeneca và Verocell. Trong tháng 1 năm 2022, tỉnh được Bộ Y tế phân bổ thêm 214.680 liều vaccine. Hiện ngành y tế đã có kế hoạch phân bổ cho các địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trong tuần này, các địa phương phải hoàn thành tiêm các liều vaccine phòng COVID-19 mà tỉnh đã phân bổ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương ra soát kỹ các đối tượng tiêm nhằm tránh bỏ sót người dân không được tiêm vaccine. Ngoài ra, ông Nguyễn Công Vinh cũng yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng phân bổ ngay số vaccine Bộ Y tế cấp về cho các địa phương để tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho người dân trong thời gian sớm nhất.